Các bạn thân mến, hiện tại thì hôm nay có hai con mi mộc dở đẻ tĩnh này đã ra giọng hot rồi. Đây. Con này thì bộ to ngũ trường này, dài đòn này. Con này hot lai dai. Đẻ tĩnh là đã hot rồi. Cũng chưa hot nhiều đâu. Đây. Mặt mũi cái thứ đẹp, cứng lồng rồi. Con thứ hai đây. Con thứ hai thì ngắn ngắn hơn một chút. Tuy nhiên thì lại hot nhiều hơn một chút. Đều đứng đứng lồng hết rồi nhá. Các bạn có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908 070 555. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tất cả các bạn.